diamond ring. Đây là cái phần yêu thích nhất của mình, là được nấu ăn trong thiên nhiên. Mọi người có nghe mình rõ hay không? Tại vì đang ở trong thư viện nên là phải thì thà thì thầm. Thì như mọi người thấy là cái vibe này nó rất là giống Harry Potter. Đây cũng là một trong những cái chỗ mà mình phải nói là rất là nhiều học sinh, sinh viên chọn đến đây để học bài. Mình dành khoảng thời gian ôn thi lớp 12 ở đây. Tại vì cái vibe nó rất là chill. Mà có kiểu cái đèn này thì nó buồn ngủ quá. Nhưng mà được cái là... Thì đó, mọi người thấy rất là đẹp.